Khai thác pi cơ sở đã giảm 373 lần, bạn đã biết chưa? Bạn đã mất 373 năm để khai thác pi so với thời điểm ban đầu. Tại sao lại có cái phân tích như vậy? Thì mình sẽ làm rõ cho các bạn thấy ngay bây giờ. Thì khi mới thành lập với dự án Pi Network, tốc độ khai thác cơ bản tại thời điểm đó là 3,14 pi trên giờ. Tuy nhiên, tại thời điểm tháng 12 của năm 2023 hiện nay, tốc độ khai thác cơ sở của Pi Network chỉ còn 0,008492 pi trên giờ. Vậy để so sánh hai cái tốc độ mình vừa kể ra ở trên ấy, thì tốc độ khai thác cơ sở hiện tại đã giảm 373 lần so với thời điểm ban đầu. Có nghĩa là nếu mà bạn khai thác ở cái mức cơ bản ban đầu trong 1 năm thì bây giờ bạn sẽ phải mất tận 373 năm để làm một cái điều tương tự, tích lũy được số pi như với cái thời điểm mà khai thác cái tốc độ ban đầu. Các bạn thấy pi coin ngày càng khan hiếm, và tốt nhất là chúng ta hãy biết trân trọng, trân quý những cái đồng pi coin mà chúng ta tích lũy được hàng ngày trên app đào các bạn nhé.